Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Công Audio. Anh em Audiophile có câu là nhất điện, nhì phòng, tam kê, tứ kệ. Điều đó muốn nói lên rằng là ngoài những thiết bị âm thanh ra thì các bạn cũng phải quan tâm đến những thứ khác. Ví dụ như là điện, như là phòng, như là kê vị trí loa. Bên cạnh đó thì mọi người có vẻ như ít quan tâm đến, chú trọng đến cái kệ audio. Thì trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thế nào là cái kệ audio chuyên nghiệp, kệ audio dành cho đúng audio và kệ audio cao cấp là như thế nào. Như các bạn đã biết, những cái thiết bị âm thanh high-end thì nó vô cùng là nhạy cảm, mà đặc biệt với những cái thứ mà ở ngay xung quanh nó. Chính vì vậy, những cái kệ âm thanh high-end ý, buộc họ phải làm tính toán làm sao cho tối đa về vấn đề triệt tiêu cái cộng hưởng cũng như là rung chấn của cái kệ âm thanh. Và trước mắt bạn là một cái kệ của hãng Solitech, và họ đã xử lý cái bề mặt này, cái để cho cái bề mặt này chống phản xạ, thì họ đã sử dụng một cái lớp phủ bằng nhựa thủy tinh acrylic, và họ đã sơn sần cái bề mặt của những cái tấm đỡ này. Bên cạnh đó thì bạn nhìn thấy ở phía phần khung của họ là rất là thoáng, không có cái sự cản trở âm thanh, và các cái thanh này buộc họ phải làm rất là nhỏ. Và vẫn đảm bảo cái độ cứng vững chắc, bởi vì những cái thiết bị này có những cái thiết bị lên đến vài chục cân, và cả cái kệ này phải chịu tới khoảng 200 cân. Và cái bạn nhìn cái cột này thì để mà xử lý về độ cứng ấy, thì họ đã làm các cái gân dọc như này. Đấy, gân dọc này ngoài cái độ cứng ra thì họ nó còn cái giảm đi cái sự cộng hưởng âm thanh của cái cột này. Bên cạnh đó họ xử lý những cái chi tiết rất là nhỏ để dẫn đến triệt tiêu cộng hưởng. Ví dụ như các bạn nhìn thấy điển hình đây là một cái chân chống rung này. Với cái chân chống rung, cái chân đế này, nó bạn nhìn thì nó rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà thực sự mà nói rằng là khi chúng tôi kê cái chân này lên cái kệ này thì cái tác dụng của âm thanh của nó là cực kỳ tuyệt vời. Âm thanh trở nên là tĩnh, rõ và gọn chắc hơn. Và không phải mình tôi comment cái phản hồi cái chân này, mà có rất nhiều các audiophile đã test thử và cũng phản hồi rất tốt về cái chân này. Nhưng cái chân này thì họ phải bán rời ở một cái mức giá là $150 cho 4 cái chân rất nhỏ này. Nếu mà bạn chưa nghe nó thì bạn sẽ thấy rằng là nó là một cái giá có thể là hơi cao, nhưng mà khi bạn đã nghe thử nó rồi thì bạn thấy rằng là chất lượng đem lại là hoàn toàn là rất là hợp lý. Điều đó tôi muốn nói lên rằng là một cái kệ âm thanh high-end ấy thì được tính toán và xử lý rất là nhiều những chi tiết rất nhỏ, và tất cả các chi tiết đó đều liên quan đến cái chất lượng âm thanh. Tôi nhớ lại là ngày xưa ấy, trước cái thời 2010 ấy, thì anh em Audiophile có những cái kệ kính ấy, kệ gỗ này. Đặc biệt tôi nhớ là ngày xưa có cái kệ của Liwa, kệ ba chân mà mặt sắt ấy, chồng lên nhau hồi đó như vậy, nó là rất là oách rồi. Nhưng mà sau đó thì đến năm 2012 đổ ra, thì do cái nhu cầu đòi hỏi về chất lượng âm thanh cao cũng như là có những cái bộ âm thanh high-end khá là chất lượng, thì khi đó bắt đầu thị trường nhập về những cái kệ nhập ngoại, khi đó chúng ta mới được thưởng thức những cái chất lượng của những cái kệ audio chuyên và kệ audio cao cấp là như thế nào. Ngoài cái về mặt chất lượng âm thanh cũng thì cái kệ cao cấp ấy nó còn có một cái vẻ đẹp rất là đặc biệt. Đó là những cái đường nét nó rất là tỉ mỉ, như là họ làm rất là chính xác bằng những cái chất liệu tốt. Các bạn đã để ý so sánh với những cái kệ mà họ làm nhái ấy, những kệ xịn ấy, thì trông nó rất là thô, và đặc biệt là nó không có những cái đường nét cũng như vật liệu tốt như những cái kệ xịn này. Vậy thì những cái kệ âm thanh high-end cao cấp thì nó làm thay đổi những cái gì cho cái âm thanh? Bạn hình dung rằng là với những cái thiết bị âm thanh high-end của bạn được kê lên một cái kệ mà nó rung, nó lỏng lẻo, thì khi âm thanh đánh vào thì rõ ràng bạn thấy rằng là nó sẽ không chắc chắn, cũng như là nó mờ, nó ồn. Và đấy thì đấy là cái sự nhận biết rất là rõ ràng. Và bên cạnh đó nữa thì cái kệ audio các bạn hay kê ở cái vị trí giữa này, mà cái vị trí giữa này là cái vị trí mà có rất nhiều các cái phản xạ âm thanh từ chính giữa này đi vào phía người nghe của chúng ta. Và nếu như bây giờ những cái kệ mà nó có những cái mặt bề mặt phản xạ như là mặt gỗ, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái tiếng âm thanh trung trầm như tiếng bass thừa. Nó không phải là cái tiếng âm thanh thật, và dẫn đến là cái âm thanh của bạn nó sẽ không còn chính xác nữa. Và tôi có khá nhiều các trải nghiệm về cái kệ Solitech này. Và có gần đây nhất thì tôi nhớ lại có một cái anh khách hàng, anh có được ai đó, được người bạn của anh tư vấn rằng là anh đổi cái kệ gỗ của anh sang cái kệ Solitech.
Và sau khi anh ấy thay đổi xong vài ngày thì anh gọi điện cho tôi, anh nói rằng là anh đã thay đổi rất nhiều dây nguồn, dây loa, dây tín hiệu, nâng cấp rất nhiều. Nhưng cái thay đổi nhiều nhất mà làm anh ấn tượng nhất chính là cái kệ Solitech của bên Công Audio. Và những cái sự thay đổi của kệ Solitech thì tôi cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Nhưng cái điều mà tôi cảm thấy bất ngờ đó là anh bảo là cái sự thay đổi nhiều nhất hơn hẳn những thiết bị khác. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy nhớ cái việc đó. Tôi tin chắc rằng cái bộ dàn âm thanh của bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều khi các bạn sử dụng cái kệ âm thanh cao cấp. Và hãy liên hệ với Công Audio và chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bạn có thể được mượn những cái bộ kệ audio về để test trên chính cái bộ dàn âm thanh của bạn. Để ủng hộ kênh YouTube chúng tôi thì các bạn có thể like, share và subscribe kênh YouTube của Công Audio. Và cảm ơn bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.